sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với nhóc Quỳnh dậy rất là sớm để mà chạy xuống dưới chợ lấy được ở đây một cái thùng hàng. Cái thùng này thì Sang đặt khá là lâu rồi mọi người, nhưng mà đến ngày hôm nay thì người ta mới giao cho Sang. Ở phía trong cái thùng này thì có chứa một con. Cái con này thì Sang định là sẽ sử dụng để mà làm cái clip ăn mừng 2 triệu người đăng ký cùng với tất cả mọi người ha. Thì hôm nay cái kênh YouTube của Sang á, nhờ sự giúp đỡ của mọi người á, đã đạt cột mốc hơn 2 triệu người đăng ký rồi mọi người. 2 triệu 2, gần 2 triệu 3 người đăng ký rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay luôn Sang mới có dịp làm clip ăn mừng cùng với tất cả mọi người. Tại vì là Sang bận sửa lại nhà cho mẹ nè, với lại là bận làm những clip sinh tồn trong rừng cho mọi người xem á, nên lay hoay đến ngày hôm nay luôn. Thì hôm nay Sang vẫn chưa làm clip ăn mừng nha, Sang chỉ mới chở nó về thôi. Sang cứ bỏ nó trong thùng đây. Đến nào làm clip ăn mừng thì Sang sẽ khui ra cho mọi người biết ở phía trong cái thùng này của Sang á là con gì. Hôm nay trên đường đi về á, ghé ngang cái chỗ này nó rất là đẹp mọi người thấy không? Phía sau lưng Sang này. Ở chỗ này là có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, nhưng mà phía sau kia là nhìn ra được cái ngọn núi bên kia, bên kia thì sương mù dày đặc luôn. Nhìn ở chỗ này ra cái cảnh nó rất là đẹp, nên Sang ghé vô chợ mua được một ít trái cây. Hôm nay thì Sang với nhóc Quỳnh cùng với mọi người mình sẽ cùng nhau ghé vô căn chòi này. Đầu tiên là mình đục mưa, thứ hai là mình sẽ cùng nhau ăn một số loại trái cây cho nhóc Quỳnh nó biết ha. Anh cầm mấy cái mít vô chưa? Anh kiếm mùi không được. Hết rồi không? Chứ anh cầm cái giải nữa là đủ. Ngồi ngoài đây ăn luôn hả? Cao như vậy. Ngồi xích vô Quỳnh nguy hiểm quá. Ôi mọi người xem cái chỗ này nè. Nhìn rất rất là đẹp luôn ha. Tại vì nó có một cái vực xuống cái bờ thác phía dưới kia kìa. Nên mình đứng từ đây xuống nhìn nó rất là mát mẻ luôn. Còn phía bên kia là cái cánh rừng. Ở chỗ đó thì mỗi lần trời mưa thì sẽ bốc cái phần sương mù lên. Tại vì rừng nó dày đặc đó mọi người, nên sương mù này thì nó đẹp lắm. Đây này, ở đây có một cái đám sương mù nè. Giờ Sang với mọi người cùng với nhóc Quỳnh mình sẽ cùng nhau thưởng thức trái cây ha. Khi sáng đi chợ thì Sang cũng có sẵn tiện đi chợ thì Sang có mua được ở đây mấy loại trái cây. Trái chôm chôm nè, trái vải, trái măng cục, nhãn với lại là mấy trái mít tú nữ. Thì như thế này mọi người, vải rừng, chôm chôm rừng hoặc là măng cục rừng á, mọi người ăn chưa? Chắc ở đây cũng không nhiều người được thưởng thức hết tất cả những cái loại trái cây rừng phải không mọi người? Nhưng mà riêng nhóc Quỳnh này á, thì gần như cái loại trái cây nào ở trong rừng á, nó cũng đều ăn qua rồi, phải không Quỳnh? Nhưng mà những cái loại trái cây nhà tưởng như rất đơn giản như thế này mọi người, như trái vải hoặc là trái mít này kia, vải rừng với mít, vải nhà với mít nhà, Quỳnh ăn chưa? Mít tú nữ nha. Chưa ăn bao giờ luôn phải không? Nên hôm nay Sang muốn là mua mấy cái loại trái cây này nè để cho nhóc Quỳnh nó ăn, để nó biết được cái mùi vị, cái hương vị của cái trái vải nhà nó có ngon hơn cái trái vải rừng hay không, hoặc là mít tú nữ nhà nó có ngon hơn là cái mít rừng hay không. Mình ăn sau cùng. Cái mít này thì nó chật quá, phải dùng dao mới bổ ra được mọi người, nên Sang sẽ cho nó xuống trước. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức mấy cái loại trái cây ở đây. Ở đây thì Sang chuẩn bị tới 5 loại trái cây là mọi người. Nhưng mà Sang mua mỗi loại rất là nhiều luôn, để mà Sang với nhóc Quỳnh đầu tiên ăn cho thật đã luôn. Với lại một phần nào thì Sang chừa về cho mấy đứa nhóc ở nhà nó ăn cho nó biết nữa. Thì ở đây trên cái mâm này có 4 loại. Giờ ăn loại nào trước Quỳnh? Dải hả? Nhìn dải ghiền không? Mọi người xem cái chùm vải này nè. Nhìn đã ghê không? Vải rừng thì Quỳnh ăn được mấy loại rồi? Có một. Một hả? Loại gì? Loại đỏ. Loại vỏ đỏ ruột trắng phải không? Giống như loại này nè mọi người. Nhưng mà nó là vải rừng nên nó rất là chua. Còn Sang thì được ăn hai loại vải rừng nha mọi người. Một loại là vỏ đỏ ruột trắng như nhóc Quỳnh ăn. Loại thứ hai là loại vỏ vàng ruột vàng. Loại vỏ đỏ ruột trắng thì trái nó cũng không khác gì trái này, nhưng mà nó ăn nó chua lắm. Thôi ăn đi Quỳnh. Ăn rồi nêu cảm nhận xem cái vải nhà và vải rừng nó khác nhau thế nào ha. Vải rừng vỏ đỏ ruột trắng thì cơm nó không nhiều mọi người, đa phần là nó dính hết vào trong cái phần hạt của nó luôn. Còn vải nhà mình thì phần cơm nhiều lắm. Còn vải vàng ruột vàng thì ngày mai Sang đi làm clip ăn mừng 2 triệu người đăng ký thì Sang sẽ hái cho mọi người xem luôn. Sang tại vì Sang vừa phát hiện một cây vải ruột vàng. Ôi, đây mình lột hết như vậy mình ăn ha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Ngon Quỳnh. Ngọt ha. Vải nhà thì nó ngọt mọi người, còn vải rừng thì nó chua lắm. Mùi vị khác nhau hẳn phải không Quỳnh? Mà vải nhà nó, vải này đâu thơm bằng vải rừng nữa phải không?
mời mọi người ăn thêm với Sang một trái nữa. Mỗi thứ thì mình ăn một ít ha, để cho nhóc Quỳnh đó nó biết mùi vị của vải rừng với vải nhà, hoặc là trái cây rừng với trái cây nhà nó khác nhau như thế nào. Hôm nay thì sẵn tiện ăn đi Quỳnh, sẵn tiện cái clip này á, cũng như là một cái clip mà Sang nêu cảm nghĩ của Sang với nhóc Quỳnh về cái trái cây rừng cũng như là trái cây nhà, hai loại này thì loại nào ngon hơn, vải với vải rừng với vải nhà, vải nào ngon hơn Quỳnh? Vải nhà ngon hơn. Vải nhà ngon hơn. Vải nhà thì nó ngọt hơn rồi, chắc chắn ngon hơn rồi. Thôi ăn vậy thôi ha, cho qua xíu mình ăn thêm. Giờ ăn tới măng cục đi. Chôm chôm thì bữa Quỳnh nó ăn ở nhà Sang rồi nè. Măng cục thì phải dùng dao, Quỳnh tách luôn cũng được, Sang dùng dao này cắt ra cho nó đẹp. Tách được không? Coi chừng rớt xuống vực là mất luôn. Đây phần lõi phía trong của trái măng cục này, mọi người xem này, nhìn khá là đẹp luôn ha. Quỳnh đi theo Sang được 8 tháng 9 tháng rồi mọi người. Sang với nhóc Quỳnh đã cùng nhau ăn khá là nhiều loại trái cây rừng rồi. Hôm nay thì mới có dịp là làm một cái clip ăn trái cây nhà cho mọi người xem. Bóc luôn cả cái cục này ra nè, mọi người thấy không? Chắc muốt. Ngon ha. Ngọt. Ngọt ngọt chua chua. Mà trái này đâu ăn ngon bằng trái măng cục rừng đúng không? Măng cục rừng thì nó cũng nhiều thịt giống như nhà mọi người. Chỉ có là nó hơi chát hơn một xíu, nhưng mà cái mùi vị của trái măng cục rừng nó thơm hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà măng cục nhà mình cái thịt nó nhiều, nó không có hột á Quỳnh, nhai được hết luôn. Tới nhãn nha, cho Quỳnh nó so sánh lại trái rừng với trái nhà thôi. Nhãn này là nhãn Thái luôn nha mọi người. Thịt nhiều lắm. Nhãn này không ngon bằng nhãn rừng rồi. Đợt trước anh với Quỳnh đi hái trái nhãn rừng ở trên đồi á. Trái nó ngọt hơn phải không? Dạ. Thịt nó cũng nhiều nữa. Nhãn rừng thì Sang nghĩ là ngon hơn nhãn nhà đó. Thơm. Nhãn rừng ngon hơn. Rồi Quỳnh ăn đi. Để anh lấy cái dao. Mấy loại trái cây kia thì Sang với nhóc Quỳnh đã ăn xong rồi. Giờ tiếp tục là mình sẽ ăn cái trái mít tu nữ này ha. Lúc trước thì Sang cũng có làm một clip ăn trái mít rừng mọi người. Trái đó thì nó chua lắm. Nhiều người Sang đăng lên là nhiều người ta không có tin. Nè, không biết, tự xử. Mít rừng thì nó ăn nó khỏe hơn trái này mọi người. Là mình dùng tay mình bóc ra luôn, không cần phải dao. Ui, trái này Sang dính hết vô trong đây rồi. Muối thì to thật. Sao anh lột ra không được Quỳnh ơi? Ui, mọi người xem cái muối này nè. Đây đây, nhìn đã ghê luôn à. Được chưa? Sao trẻ gì kìa? Đâu vô lên coi. Mọi người xem ăn mít tú nữ mà nhóc Quỳnh nó trẻ nè. Trẻ làm đôi luôn nha. Thôi tự móc mà ăn đi. Mít tú nữ thì lột như với mít rừng vậy á. Mà trái này Sang không biết cách lột rồi. Tại vì Sang đó giờ cũng chưa ăn trái này. Đây này. Thôi bây giờ Sang với mọi người cùng nhau mình thưởng thức cái trái mít tú nữ này ha. Xong rồi chuẩn bị đi về, trời nó mưa lâm râm hoài. Trứng chua chua mình. Phải không, có vị chua chua phải không? Mà ngon không? Ngon hơn mít rừng không? Đỡ chua, chua hơn. Cái trái mít tú nữ này mọi người, hình như nó còn non hay sao? Nó chua chua nha. Nó không có được nhiều muối nữa, nó có bao nhiêu đây muối thôi. Trái mít rừng á, Sang bữa hổm Sang quay Sang lột ra là muối gần như là bao hết cái cùi luôn. Còn mít tú nữ, mít nhà của mình thì lại ít muối nha. Nhưng mà đa phần Sang thấy những cái loại trái cây ở trong rừng thì trái nó lại nhiều hơn là trái cây ở nhà nha. Hột lên nhỏ nữa. Trái mít này ngon thật. Mít tú nữ này thì nó ngon thật mọi người. Nhưng mà nó có mấy muối à.
ăn chưa đã nữa, đã hết rồi. Cái này phải mua nhiều mới đủ ăn. Mít thì nó khá mắc đó mọi người. Mít tú nữ này nãy mình mua là bao nhiêu tiền ký Quỳnh? 30 mấy hả? 35 ngàn một ký. Một trái nó không đã một ký rồi mà được có khoảng tầm chục muối. Ăn mít xong rồi ăn lại cái trái măng cục này thì nó chua ha. Chua lè luôn. Cái mít tú nữ thì nó ngọt ngọt á. Sao mình ăn lại trái măng cục này nè. Ui chua quá. Thôi bây giờ thì có lẽ là sang với nhóc Quỳnh gom gom mấy cái đồ này chuẩn bị đi về ha. Ăn hôm nay để biết cái mùi, cho nhóc Quỳnh nó biết cái mùi vị của những cái trái cây nhà với trái cây rừng á, nó khác nhau như thế nào. Rồi sao Quỳnh, cảm giác sao? Đúng không? Trái cây nhà với trái cây rừng cái nào ngon hơn? Cái nhà. Cái nhà ngon hơn không? Nhưng mà trái cây nhà lại không thơm bằng trái cây rừng nha mọi người. Trời hôm nay thì nó cũng đang chuẩn bị mưa nó rồi nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây luôn. Sang hẹn gặp lại mọi người trong cái video ngày mai ha. Ngày mai thì Sang với mấy đứa nhóc mình sẽ cùng nhau làm một cái bữa tiệc ăn mừng 2 triệu người đăng ký cho mọi người xem ha. Sang với nhóc Quỳnh chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.